Ô, ai mà trông như thằng Phan Anh thế nhở? Đúng nó rồi. Ê, Phan Anh à, nhận ra tôi không? Long, Long đúng không? Nhận ra chứ sao không? Cậu đi đâu thế này? Ô, thế cậu là công nhân ở đây à? Sao tôi không biết nhỉ? Này, tôi là quản lý ở đây đấy. Ô, thật á? Cậu làm quản lý ở đây á? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Ô, không biết à? Ôi, chết chết rồi. Mà cũng đúng thôi. Cái công trình này hàng trăm công nhân, cái xác suất mà cậu gặp tôi á, nó chỉ có 0,01% thôi. Ô, thế à? Lạ nhỉ? Vừa hôm qua tôi gặp giám sát xong, có thấy anh ấy nói gì về quản lý mới đâu. Cái cậu này, cái chức vụ của tôi á, nó còn to hơn là cái thằng giám sát quen đấy, cậu hiểu chưa? Thế à? Ừ. Chúc mừng cậu nhá. Thôi, tôi phải đi có việc rồi. Cậu xem dọn dẹp hết những cái đống rác thải trong công trường đi, làm việc cho đàng hoàng vào nhá. Dọn dẹp rác thải là của bộ phận vệ sinh rồi, không phải việc của tôi. Hay cái cậu này, cậu làm công nhân thì tôi bảo cậu dọn thì cậu cứ dọn đi, cậu thắc mắc nhiều thế nhở? Mặc dù chúng ta đã từng là bạn học cũ, nhưng tôi không chắc rằng cậu là quản lý ở đây. Việc của tôi đã làm xong rồi, còn việc vệ sinh ấy sẽ có phần người khác lo. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi thấy là cậu đang rất là lười nhá. Cậu mà cứ vớ vẩn là tôi báo cáo lên ban lãnh đạo mà, là cậu không được làm đâu, tống cậu khỏi đây đấy. Đừng có tưởng là bạn bè là tôi nể nang đâu, không có đâu. Tôi nghĩ rằng chúng ta lâu lắm rồi mới gặp nhau, tại sao cậu có phải chỉ trích thế? Ồ hay, chỉ trích cái gì? Bạn bè là bạn bè mà công việc nó là công việc, cậu hiểu không? Phải rồi, cuối tuần này lớp chúng ta tổ chức đi thăm thầy chủ nhiệm cũ. Cậu ấy, công nhân bẩn thỉu này tốt nhất là không nên đi, nó làm ô uế lớp ra, nghe chưa? Cậu, cậu cái gì? Làm việc đi, tôi sang bên kia xem anh em nó làm việc thế nào nhé. Đừng có lười biếng đấy, lười biếng là bị đuổi đấy, đừng có đùa. À, tránh ra, tránh ra, tránh, tránh, tránh. Nhớ nhá, cuối tuần đừng có đi ấy, ô uế lớp ra. Phan Anh cũng đến đấy à? Phan Anh, lâu lắm mới gặp cậu đấy. Ngọc, Tuyền, Phương Anh, rất vui được gặp các cậu. Ồ, thật á? Ôi, thế hóa ra là Phi Long nói đúng à? Phan Anh, cậu làm công nhân á? Ôi, chả trách thế nào mà lại đi xe đạp đến đây. Rồi, ai lại gọi là xe đạp? Phải gọi là xe hai cẳng cho nó sang mồm. Hai cậu nói gì thế? Xe đạp thì cũng là xe, tại sao các cậu lại chê cười cậu ấy như vậy? Ôi, hay nhở? Tôi cười cậu ấy, tôi cười cậu ấy mà cậu cứ sừng cò lên. Thôi các bạn ơi, hôm nay mục đích chính của mình là đến thăm thầy, những việc khác chúng ta gạt sang một bên đi. Hôm nay gặp được cậu, tôi cũng bất ngờ đấy. Cũng 5 năm rồi kể từ khi cậu lên thành phố, bây giờ mình mới gặp lại được nhau đấy. Hello my friend. Long, đến rồi đấy à? Đấy. Các cậu đến lâu chưa? Ôi dào ôi, đã nói như thế rồi mà cậu vẫn vác mặt tới đây à? Cố chấp quá. Đúng rồi đấy Phi Long ạ. Cậu nhìn kìa, khiếp. Phan Anh đi hẳn một con chiến mã từ thời Tống đến đây. Còn tớ với Phương Anh ấy, bắt hẳn một chiếc taxi xịn để đi đến đây đấy. Thì Phi Long, cậu đi bằng cái gì đấy? Tớ đã đoán được ra trước rồi. Các cậu có thấy cái gì đấy không? Ui. Ê, đừng có bảo con xe xịn đấy là của cậu nhá. Chứ còn gì nữa, tớ đến trước các cậu lâu rồi, đậu xe ở đây một tiếng rồi, đi xung quanh đây để tham quan thôi. Xe của cậu đây á? Trông cũng đắt tiền đấy nhở. Chứ còn gì nữa, cái con xe này của tôi mà bây giờ tôi nói ra cái giá trị của nó là cậu bị sốc lắm đấy. Sốc lắm, cậu hiểu chưa? Nên này, ba đứa chúng tôi này đi đến đây bằng bốn bánh, có mình cậu là đi con xe đạp ghẻ thôi, trông nó hơi lệch độ hình quá.
mà đến gặp đâu phải chỉ gặp mình thầy đâu, còn có anh em, bạn bè, hàng xóm nữa. À, mà biết đâu lại có tốp học sinh khác đến gặp thầy thì sao? Rồi, cậu ta đi xe đạp đến cùng bọn mình. Nghĩ thôi đã ngượng chết đi được rồi. Ồ, bọn tớ từ nãy giờ nói hơi nhiều ấy, cậu cứ trơ mặt ra ấy nhở? Thôi 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 các cậu ơi, cậu ta đầu gỗ như thế á, con nói đến tết tây cũng chả hiểu được đâu. Các cậu thấy không? Ngày xưa đi học á, thầy cô giáo lúc nào cũng bảo tớ là học dốt này, phá làng phá xóm này, sau này á lớn lên chả làm được cái gì cả. Thời gian đã chứng minh họ đã nói sai. Này Phi Long ơi, ừ? Cậu ơi, xe đẹp thật đấy, nhưng mà tớ vẫn thắc mắc nhá, ừ? Cậu làm cái gì mà nhanh giàu thế? Chỉ cho tớ với Phương Anh với. Tớ làm giám đốc điều hành của tập đoàn ABA. Tớ nói cậu nghe này, cái con xe này của tớ là cái con ghẻ nhất trong cái bộ sưu tập siêu xe của tớ. Các cậu hiểu không? Trong gara nhà tớ đủ các loại xe, xếp chật kín lối luôn. Bao giờ có dịp nhá, tớ sẽ mời các cậu về nhà tớ tham quan xe. Mà tớ hỏi này, cậu có dám khẳng định chắc chắn rằng đấy là xe của cậu không? Này, ý cậu là gì? Hả? Ý cậu là bảo tớ bốc phét tớ nhận phơ à? Hả? Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Cậu chỉ biết cái gì? À, cái loại người quê mùa rẻ rách như cậu ấy, làm sao mà biết tớ xe sang, xe xịn là nó là cái gì? Chắc mắc cũng phải thôi. Đúng này, sao sáng ngày ra mà đã thấy hãm thế không biết? Chả hãm không à? Các cậu đừng có công kích Phan Anh nữa. Tớ là người mở ra hoạt động này, các cậu cứ nói xoáy nhau như vậy ấy, tớ cảm thấy không vui đâu. Cậu bênh cậu ta đấy là việc của cậu, phát ngôn tự do, cậu cấm được chắc. Kìa Tuyền, không sao đâu, Long thành công như vậy, chúng ta phải chúc mừng cậu ấy chứ. Hay là thế này, bây giờ Long có thể chở tất cả mọi người trên chiếc xe này một vòng được không? Ý kiến hay luôn. Long, nói thật là bọn tớ chưa bao giờ được đi trên cái chiếc xe sang, xịn, mịn như thế này cả. Long đồng ý đi. Tớ thì tớ sẵn lòng thôi. Thế nhưng mà bây giờ tớ đang nóng quá, đứng nãy giờ nó hơi mỏi chân ấy. Chúng ta nên vào quán cà phê nghỉ một lát xong tí tớ đưa đi nhá. Cũng được. Đi, mọi người vào đi. Chúng ta đi thôi. Còn đủ mỗi chỗ cho Tuyền ngồi thôi. Phan Anh thông cảm. Tớ ngồi sang bên này cũng được. Vậy các cậu ngồi đi, tớ qua đây ngồi với Phan Anh. Ê, các cậu, tớ cho các cậu xem cái này. Gì đấy? Ui. Ôi, vãi. Chủ tịch hội công nhân sách xấu Maxi à? Ẻo ôi, hồi trước đi học trông bảnh bao lắm, thế mà bây giờ trông khiếp. Ê trời, tôi nhìn cái ảnh này mà tôi cười ra nước mắt luôn ý. Kệ họ đi. Mà công việc của cậu giờ này ổn không? Cảm ơn cậu, công việc của tớ vẫn đều. Mà cho tớ gửi lời hỏi thăm tới hai bác nhé. Bố mẹ tớ vẫn khỏe, thỉnh thoảng vẫn hay nhắc về cậu đấy. Ê, thôi thì nhân dịp gặp mặt sau 5 năm, tớ muốn sang đây mời các cậu cốc nước. Các cậu thông cảm nhá, ở đây rượu chẳng có, thì thôi, mình lấy nước thay rượu cũng được nhỉ? Chỗ bạn bè với nhau, cậu không cần cầu kỳ như vậy đâu. Thôi, nào. Phan Anh. Ôi, Phan Anh ơi. Thôi chết rồi, tớ vô ý quá, xin lỗi Phan Anh nhá. Không sao đâu, tí là khô ấy mà. Cậu lau đi này. Cảm ơn cậu. Thấy không? Tớ bảo rồi mà, chắc chắn cậu ta sẽ không khóc nhè đâu.
Chán nhỏ. Ngày xưa ấy, cậu hơi tí là mít ướt, hơi tí là khóc nhè. Bây giờ cậu chả khóc nữa, cậu bạo dạn thế. Nào nào, lúc nãy ai cá cậu ta khóc nhè, đưa tiền đây, có chơi có chịu nhá. Nào. Đơn giản. Thằng này á, ngoài tiền ra chả thiếu gì. Các cậu lấy người ta ra làm trò cá cược. Các cậu quá đáng vừa thôi chứ. Quá đáng cái gì nhỉ? Tiền ơi, tôi thấy cậu hơi bị quan trọng hóa vấn đề rồi đấy. Đúng rồi, bọn tôi chỉ đùa vui thôi. Làm gì quá đáng như cậu nói. Làm ơn dùng từ đúng hộ cái. Các cậu lấy người ta ra làm trò cá cược ăn tiền, vậy không quá đáng thì là gì? Không sao đâu Tuyền. Hôm nay tớ về đây thăm thầy là chính, không muốn xung đột với tất cả mọi người. Lúc còn đi học ấy, tôi cứ hễ nhìn thấy cậu ta là tôi lại trướng tai gai mắt. Lúc nào cũng ra cái vẻ nghiêm túc này, học giỏi này, xu nịnh thầy cô này, trông cái mặt ghét thế không biết được. Thì bây giờ người đó cũng có khá hơn cậu đâu, cũng chỉ là một công nhân quèn. Còn cậu ấy là giám đốc của một tập đoàn lớn, hơn nữa lại còn đi xe sang xịn mịn. Cậu nói đi, cho dù người ta có xách tép đi theo cậu thì cũng chỉ là cái đuôi phe phải sau lưng cậu thôi. Trời ơi, cậu nói chỉ có đúng. Long ơi, sao cậu tìm lâu thế? Đứng từ nãy giờ nắng cháy hết da bọn tớ rồi. Tớ cũng không biết được, tớ đang tìm đây. Lúc đến rõ ràng để chìa khóa vào túi mà, không biết đâu rồi. Cậu có mang theo chìa khóa dự phòng không? Tớ chỉ đem theo chìa khóa này thôi. Thôi chết dở rồi. Thế này con mà không kịp đến thăm thầy, hay là các cậu đi trước đi, tớ tìm cách tự giải quyết vậy. Chán thế. Hay là bây giờ thử hỏi mọi người quanh đây đi, xem có ai nhặt được không. Làm gì có ai đâu. Họ mà nhặt được họ đã bảo chúng ta rồi mà, đúng không? Cười cái gì? Đáng cười lắm à? Xem cái thái độ của cậu ta kìa, bực thế không biết. Đã chả giúp được gì thì thôi, lại còn cười đểu. Cậu ấy chỉ cười thôi, có làm gì các cậu đâu. Cũng giống như cái cách lúc nãy các cậu cười cậu ấy. Này, tớ hỏi thật cậu nhá, cậu thích Phan Anh đấy à? Sao cứ mở mồm ra là bênh chằm chặt thế? Cậu đừng có nói bừa. Có phải cậu đang tìm chìa khóa này không? Đúng. Chìa khóa đấy của tôi đấy. Sao cậu lại cầm chìa khóa của tôi? Có trộm đúng không? Hả? Tôi lấy trộm. Cậu lấy bằng chứng ở đâu ra mà bảo tôi lấy trộm? Ngay từ đầu đến cuối tôi với cậu không ngồi gần nhau. Vậy tôi lấy trộm kiểu gì? Cho nên lúc đầu tôi mới hỏi cậu rằng cậu có chắc chắn đây là xe của cậu không? Tao nhịn mày hơi lâu rồi nhá. Mày dám khinh tao à? Mày không lấy trộm thì chìa khóa của tao tự chui vào túi quần của mày à? Hả? Mày... Long! Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cậu mau xin lỗi Phan Anh đi. Xin lỗi nó á? Này, nó sỉ nhục tớ mà cậu đòi tớ xin lỗi nó á? Còn lâu. Đúng rồi đấy. Phải đánh cho chừa cái thói ăn cắp đi. Phải rồi. Mà cậu không thích thì đừng đi theo bọn tôi nữa. Hôm nay mày làm tao mất hứng. Tao sẽ trình lên lãnh đạo để cho mày nghỉ việc. Lãnh đạo ở đây là ai? Là giám đốc Hiếu. Chắc mày cũng nghe tên rồi đúng không? Được. Tôi sẽ gọi điện cho người quen của cậu, gặp mặt và hàn huyên một tí. Ý cậu là gì? Cậu cứ chờ một lát, sẽ biết ngay thôi. Tịch ạ, em giải quyết nốt mấy việc ở tập đoàn nên đến hơi muộn ạ. Không gặp cậu, tôi đến khảo sát và kiểm tra công trường đang thi công. Thấy bừa bộn quá nên là tôi dọn dẹp. Còn chiếc xe đạp kia tôi thấy bị đổ nên là dựng lên thôi, chứ nó không phải của tôi. Không ngờ cậu lại hiểu nhầm đến vậy. Sao lại vậy? Cậu là chủ tịch tập đoàn ABA. Này, sao Phan Anh lại chủ tịch mà Long lại không biết nhỉ? Vô lý. Chủ tịch quen cậu này ạ? Bạn học cũ của tôi. Nghe nói cậu ấy là giám đốc của tập đoàn mình à? Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Tổng giám đốc Hiếu. Giám đốc gì ở đây ạ? Chủ tịch chắc có nhầm lẫn rồi ạ. Hai tháng trước
tập đoàn mình có mở buổi phỏng vấn quy mô lớn. Em là người điều hành mọi khâu tổ chức mà. Cậu Long này bị loại từ vòng 1 nhưng lại khóc lóc quỳ hẳn gối ôm chân em van nài xin cho vào ạ. Em không đồng ý, lại quay sang trách ngược rồi chửi bới các kiểu. Em còn ấn tượng mãi, gặp cái là em nhận ra ngay đấy mà. Thế mà khoác lác, mình làm giám đốc ở ABA lại còn nhận xe là của mình nữa. Nhục thế chứ lị. Đùa. Thế mà cứ làm bọn mình tưởng thật. Chịu ấy. Thôi các cậu, cùng làm bạn bè với nhau, đừng xỉa xó nhau làm gì. Các cậu, nếu các cậu không chê, lên xe đi, tớ chở đến thăm thầy. Thôi, tớ với Phương Anh gọi xe rồi, cậu cứ đi trước đi. Chuyện hồi nãy ở trong quán, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ cũng không thể nào mà chấp nhận được cái hành động với thái độ của mình lúc đấy. Vậy hai cậu đi trước nhé, hẹn gặp lại ở nhà thầy. Chủ tịch, vậy em cũng xin phép ạ. Tớ có thể mời cậu đi cùng được không? Tớ... Ngày tốt nghiệp lớp 12, cậu đã từng nói nếu một ngày nào đó gặp lại, cậu chưa có bạn trai, tớ chưa có bạn gái, cậu sẽ cho tớ một cơ hội mà. Cậu vẫn còn nhớ à? Tớ vẫn luôn ghim câu nói đó của cậu trong tim. Và ngay lúc này đây, ngày hôm nay, tớ muốn nói với cậu rằng tớ chưa có bạn gái. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?